Chiều hôm qua, trên sân vận động Long Hải, huyện Long Điền đã diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 12 năm 2024 dành cho khối trung học phổ thông giữa đội trường Trung học phổ thông Long Hải Phước Tỉnh gặp trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Châu Đức. Hơn 1.000 khán giả đã đến sân theo dõi, cổ vũ hai đội thi đấu. Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả, cầu thủ hai đội bóng đá nam trường Trung học phổ thông Long Hải, Phước Tỉnh, huyện Long Điền và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Châu Đức đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt ấn tượng. Sau hiệp 1 diễn ra cân bằng, không bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, đội chủ nhà Trung học phổ thông Long Hải, Phước Tỉnh vùng lên mạnh mẽ, ghi liên tiếp 3 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc 3-0, đoạt chức vô địch Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 12 năm 2024 một cách xứng đáng. Đội trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Châu Đức giành huy chương bạc, cùng giành huy chương đồng là hai trường Trung học phổ thông Minh Đạm, huyện Long Điền và Trung học phổ thông Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ,